Là một người vợ, là một người mẹ, thì Hương nghĩ rằng cái khái niệm người thứ ba là cái khái niệm chưa bao giờ là đúng. Nhưng Hương cũng đã từng trước đó trải qua cảm giác của một người con gái. Trong một số trường hợp mà Hương được biết từ những hoàn cảnh của bạn bè Hương, thì Hương nghĩ rằng có những cái trường hợp họ không muốn đâu, họ đau khổ lắm, nhưng Hương rất là nể những người bạn họ đã dám can đảm để đau khổ mình nhưng không phá vỡ một cái gia đình. Nhưng trong một cái hoàn cảnh, nếu như bạn rơi vào cái trường hợp đó mà bạn lại lấy cái việc đó trở thành một cái điều tự hào cho bản thân mình rằng, và lấy cái lý do là tình yêu để biện hộ, tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bản thân, đúng không? Thì Hương nghĩ cái chuyện đó là không đúng. Bởi vì á, đúng thật sự hôn nhân á, đối với Hương là một người rất là cực đoan, và Hương rất là đồng cảm điều này đối với những người xung quanh trong gia đình Hương. Hương luôn nói với chồng Hương rằng tình yêu không bao giờ tồn tại mãi mãi. Làm gì có sự tình yêu mãi mãi, chỉ có tình nghĩa mới là tồn tại mãi mãi. Tình yêu chỉ tồn tại 3-4 tháng đầu thôi, người nào cao lắm là 6 tháng, Hương nghĩ như vậy. Còn hôn nhân không phải là mồ chôn của hạnh phúc, mà là lò luyện của tình yêu, lò luyện của một cái mối quan hệ ngày càng phát triển lên. Thì bản thân Hương trải qua rất là nhiều biến cố trong gia đình, thì Hương chỉ nghĩ rằng mọi người đừng bao giờ nghĩ rằng Nhiễm Hương như vậy không bao giờ trải qua được những cái hoàn cảnh của mọi người. Tôi cũng trải qua hết đấy, chỉ là tôi không thích nói mà thôi. Và chồng tôi thì cũng gọi là rất là phải, đôi khi cũng không hiểu rằng người vợ của mình là đang là một giống loại gì, có thể máu lạnh hay là không bao giờ ghen hay là như thế nào. Nhưng không, đối với Hương nghĩ rằng đã chọn nhau là vợ là chồng thì chúng ta nên tin tưởng nhau. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng không còn tin tưởng, còn không còn gì, thì nói thẳng với nhau ra. Còn nếu như bạn cảm thấy rằng hãy hiểu cho người còn lại, bởi vì bạn cảm giác đi, ăn cơm 365 ngày trong một năm, rồi cuộc đời có 60 năm bạn đều ăn cơm, bạn ngán đến như thế nào cũng có một lần bạn sẽ phải nói rằng bạn muốn ăn mì gói, đúng không? Rồi cũng nếu mà bạn có tiền hơn thì bạn ăn phở đấy. Nhưng bạn phải hiểu rằng sau cái lần ăn phở, ăn cơm, ăn mì gói đó, họ nói rằng cái gì? Cơm vẫn ngon nhất. Hay họ nghĩ rằng đúng là cơm nhà chán thiệt, thì mình nên quyết định đó. Cho nên Hương nghĩ rằng tất cả những gì chúng ta quyết định đó là hãy dựa vào lý trí cũng như là con tim, và cân nhắc nặng nhẹ giữa cái sự thiệt hơn của con cái mình. Bao giờ cũng vậy, không bao giờ trong cuộc đời này có 10 điểm. Nếu như bạn làm hết tất cả phép cộng rằng cái lợi nó vẫn chiếm rằng 75% và cái hại 25%, hãy du di nó, vì nước trong quá thì không có cá. Còn nếu như cái lợi 50%, cái hại 50%, ok, chúng ta hãy ngồi lại với nhau, có nhất thiết nên duy trì nữa hay không. Bản thân Hương có một cái gì đó rất là rõ ràng, vì Hương trải ra rất rất là nhiều cái sự gọi là đổ vỡ của tuổi rất là sớm. Cho nên chồng Hương đôi khi nghĩ rằng Hương giống như một người đàn ông. Thực sự không phải, vì bản thân Hương đang muốn làm cho mọi chuyện nó nhẹ nhàng đi. Chứ nếu như Hương là ở một cô gái ở lứa tuổi 28-29, Hương cứ lầm lộn lên thì rõ ràng nó không có giải quyết được vấn đề. Mà trong khi Hương đang cần tập trung vào vấn đề là dạy con mình nè, định hướng cho con mình phát triển nè, duy trì một gia đình bền vững và phát triển nền kinh tế gia đình của mình trên một cái nền tảng gọi là vững chắc, để con mình nó có thể bệ phóng xa hơn, mà nó có thể tự hào rằng mẹ mình đã từng tay trắng làm nên.